Lan Khuê 3 năm làm dâu hào môn ở lâu đài Giác Vàng được cưng như trứng vẫn đòi ly dị vì một điều. Lan Khuê đang là nàng hậu có cuộc sống viên mãn nhất nhì giới sắc đẹp trong nước. Nhắc đến những gương mặt nổi bật trong làng mẫu Việt Nam hiện tại, Lan Khuê chắc chắn là người đẹp luôn nằm trong top đầu chân dài được các nhà thiết kế ưu ái trên sàn diễn thời trang. Sở hữu chiều cao lý tưởng cùng vẻ đẹp góc cạnh, cùng tên tuổi được xây dựng sau gần chục năm làm nghề, Hoa Khôi áo dài 2014 đã khẳng định được vị thế riêng. Dù ít tham gia vào hoạt động showbiz sau thời gian chăm lo cho tổ ấm nhỏ, nhưng mỗi lần tái xuất sàn runway top 11 Miss World 2015 đều được xếp ở hàng First Face Vedette. Nếu như trước đây Lan Khuê được biết tới là một siêu mẫu Hoa Khôi áo dài top 11 Miss World, thì hiện tại cô được nhắc đến nhiều hơn với danh xưng vợ của doanh nhân John Tuấn Nguyễn, cháu dâu của một gia tộc giàu có bậc nhất Việt Nam. Lan Khuê kết hôn với John Tuấn Nguyễn vào tháng 10 năm 2018. Đám cưới của cặp đôi là sự kiện đình đám nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận bởi độ xa hoa hoành tráng và dàn khách mời khủng từ những ngôi sao giải trí cho tới các doanh nhân máu mặt. Sau khi kết hôn, Lan Khuê dần hạn chế các hoạt động trong giới giải trí, thỉnh thoảng cô mới xuất hiện trong một vài show diễn thời trang, giữ vị trí First Face hoặc Vedette. Phần lớn thời gian của Lan Khuê tập trung cho việc chăm sóc gia đình và bắt đầu những kế hoạch kinh doanh riêng. Cô hạn chế chia sẻ về cuộc sống cá nhân trên truyền thông, mạng xã hội để giữ sự riêng tư cho gia đình. Lan Khuê và ông xã sống trong căn biệt thự lộng lẫy xa hoa cùng với các thành viên trong gia đình chồng. Căn biệt thự mang kiến trúc châu Âu, tông màu trắng chủ đạo ngoại thất và tông vàng kim ở nội thất. Dù không tiết lộ diện tích hay giá trị của căn nhà, nhưng qua những bức ảnh Lan Khuê chụp bên trong sảnh chính Giác Vàng, khuôn viên sân vườn rộng rãi, sân thượng view siêu thoáng, nhiều người còn nhận xét nơi ở của vợ chồng nàng hậu chính là lâu đài chứ không phải chỉ là biệt thự. Năm 2019, Lan Khuê và John Tuấn Nguyễn đón trái ngọt hôn nhân là bé Connor, con trai đầu lòng của cặp đôi. Trở thành mẹ bỉm sữa, Lan Khuê càng khiến công chúng bất ngờ khi thể hiện một khía cạnh khác vô cùng xuất sắc của mình. Cô luôn tự tay vào bếp chuẩn bị những món ăn ngon, bày biện khéo léo để phục vụ chồng con mỗi ngày. Dù bận rộn vì chăm sóc em bé, nhưng Lan Khuê vẫn là một mẹ bỉm sành điệu. Cô thường xuyên lên đồ, chụp ảnh check-in ngay trong khuôn viên nhà mình, nhưng vẫn khiến dân tình trầm trồ vì độ sang chảnh đúng chất thượng lưu. Bên cạnh cuộc sống xa hoa, làm dâu nhà siêu giàu, Lan Khuê còn khiến bao người ngưỡng mộ vì được chồng nhất mực yêu chiều. John Tuấn Nguyễn từng tổ chức một buổi cầu hôn ngoài trời cực lãng mạn và sang chảnh dành cho bạn gái, sau đó đưa nàng sang Paris, Pháp để thực hiện bộ ảnh cưới. Thời điểm Lan Khuê mang bầu và sau khi sinh con, John Tuấn Nguyễn thường xuyên đưa vợ đi du lịch từ trong nước ra nước ngoài. Mặc dù không phô trương tình cảm theo kiểu phát cẩu lương trên mạng xã hội, nhưng cách tương tác hài hước như trêu ghẹo, dìm hàng lẫn nhau của vợ chồng Lan Khuê càng cho thấy cặp đôi đang có cuộc sống rất vui vẻ hạnh phúc. Mới đây khi Lan Khuê khoe ảnh diện cây đồ hiệu màu xanh lá, ông xã còn nói đùa cô là Riddler, nhân vật phản diện trong phim Batman khiến nàng hậu đòi ly dị. Màn tương tác hài hước của cặp vợ chồng khiến dân tình phải bật cười. Hiện tại khi bé Connor đã hơn 2 tuổi, Lan Khuê cũng dành nhiều thời gian hơn cho sự nghiệp cá nhân. Tuy nhiên bà xã doanh nhân John Tuấn Nguyễn lại rẽ hướng sang kinh doanh. Cô hiện đang giữ chức vụ CEO của công ty Elis Model, làm chủ chuỗi spa và quán cà phê cho mẹ bé. Từ năm 2021 đến nay, Lan Khuê khá tất bật với việc khai trương cửa hàng mới. Dịch vụ của công ty nàng hậu thường xuyên được nhiều sao Việt sử dụng và dành lời khen. Lan Khuê cũng nhận được nhiều lời khen cho sắc vóc ngày càng thăng hạng. Bà mẹ một con sở hữu vóc dáng gợi cảm chuẩn siêu mẫu, nhan sắc đầm thắm. Đặc biệt thần thái sang trọng cùng gu thời trang thanh lịch càng khiến Lan Khuê tỏa ra khí chất nàng dâu hào môn mà ai nấy đều trầm trồ.